Ngày 1 tháng 5, đoàn công tác thường trực huyện ủy Nậm Pồ đã đến thăm hỏi động viên thân nhân gia đình có 3 người bị chết cháy tại bản Huệ Quang, xã Ba Tần, đồng thời chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sáng ngày 1 tháng 5, đoàn công tác thường trực huyện ủy Nậm Pồ đã đến thăm hỏi động viên và trao số tiền hơn 20 triệu đồng cho thân nhân gia đình có 3 người gặp nạn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó, người dân bản Huệ Quang, xã Ba Tần, huyện Nậm Pồ đã phát hiện 3 thi thể là nam giới bị chết cháy dưới khe núi thuộc địa phận của bản Huệ Quang. Sau khi người dân phát hiện 3 thi thể, đã báo cáo lên chính quyền xã và các cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng huyện Nậm Pồ đã tiếp cận hiện trường khẩn trương điều tra sự việc. Danh tính các nạn nhân được xác định là 3 bố con, gồm ông Hạng A.G., sinh năm 1970, Hạng A.B., sinh năm 2009 và Hạng A.C., sinh năm 2011, cùng sống tại bản Huệ Quang, xã Ba Tần, huyện Nậm Pồ. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.